Xin chào các bạn, hôm nay Tiên Cải xin giới thiệu đến quý khách hàng về cái hiệu quả xử lý nước thải của BSA. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hàng về một cái thí nghiệm nhỏ mà chúng tôi thực hiện. Thứ nhất, về những cái vật dụng cần thiết thì các bạn, thứ nhất là các bạn chuẩn bị cái mỏ nước thải. Thì mỏ nước thải này các bạn có thể lấy ở các cái nguồn nước thải sông hồ, hoặc là các cái nguồn nước thải của các cái sinh hoạt, hoặc là của các ngành công nghiệp. Sau đó là chúng ta cần một ít nước sạch. Thứ hai là cái mẫu hóa chất BSA. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Thứ nhất, đối với hai mẫu nước thải này là bạn sẽ pha, thứ hai là bạn sẽ pha chế cái hóa chất BSA. Bạn chuẩn bị một cốc nước sạch. Với cái BSA này chúng ta sẽ pha chế thành dung dịch 5-10%. Đối với ở đây bên mình, mẫu nước thải bên mình là mình lấy từ nguồn nước thải sông hồ, cho nên là lưu lượng là khoảng, mình sẽ cho khoảng 1-4 gram BSA vào. Các bạn cho vào mẫu nước sạch, sau đó các bạn dùng đũa khoái khoái trộn đều cho BSA nó hòa tan vào trong nước. Các bạn khoái đều để cho nó hòa tan. Sau khi đã hòa tan rồi, chúng ta sẽ đổ vào một cái cốc nước thải. Các bạn đổ từ từ vào. Còn một cốc còn lại là chúng ta sẽ đỡ so sánh. Sau khi đã cho cái BSA vào thì chúng ta sẽ đỡ lắng tĩnh trong khoảng thời gian là 30 phút. Rồi chúng ta sẽ chờ xem kết quả. Thì đối với cái liều lượng sử dụng BSA thì nguồn nước sông hồ là khoảng từ 1-4 gram BSA đối với nước có độ đục thấp. Còn nước mà có độ đục trung bình là khoảng 5-6 gram BSA. Còn nước mà độ đục cao thì 7-10 gram. Còn đối với các cái lượng nước thải như công nghiệp, các cái ngành giấy, xi mạ hoặc là sản xuất thì chúng ta sẽ cho là một mét khối nước thải thì cần đến 20-200 gram BSA, tùy thuộc vào cái hàm lượng. Và đây là kết quả sau khi bên mình đã lắng tĩnh trong vòng 30 phút. Thì như các bạn đã thấy thì cái cốc nước thải mà được cho vào hóa chất BSA nó sẽ có hiện tượng trong hơn cái cốc nước thải ban đầu, bao gồm phần nước trong ở phía trên và phần cạn láng ở phía dưới. Thì cái cạn láng này chúng ta sẽ thải bỏ ra bên ngoài. Thông thường trong các cái hệ thống xử lý nước thải, phần cạn này chúng ta sẽ có một hệ thống bơm bùn và bơm ra ngoài. Cái hiện tượng nước trong này sẽ lắng lên và sau đó cho qua các công trình xử lý tiếp theo. Về cái hóa chất BSA này thì nó có khả năng tiêu thụ rất là nhanh khi mà cho vào hệ thống nước thải, đặc biệt là trong các cái nước thải công nghiệp và được dùng như là trong các cái thí nghiệm hóa lý hoặc là các phản ứng hóa lý. Và hóa chất BSA này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên công ty Tiên Cải. Công ty mình là chuyên cung cấp các cái hóa chất xử lý nước thải cũng như là BSA hoặc là Polytexu. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên website là www.tiencai.com, hoặc có thể là liên lạc gửi email trực tiếp vào mail bên mình, hoặc là liên lạc với mình theo số điện thoại. Và thí nghiệm đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt.